Đây là video về mèo Min. Bé Messenger, bé đang ở trong nhà kho. Trời đang mưa rất to nên mình cho bé vào trong nhà kho. Bé đang đi khám phá ở bên trên này. Muốn mở cánh cửa này, nó đang muốn mở cái cánh cửa kính này. Hát xì hơi.